Quang Hải được cộng đồng mạng đánh giá là cầu thủ đào hoa nhất nhì làng bóng đá Việt Nam. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội liên tục vướng phải tin đồn hẹn hò với những cô nàng hot girl xinh đẹp. Chuyện Quang Hải yêu ai vẫn luôn là một câu hỏi khó với công chúng. Bởi ngày hôm qua, vừa thấy bức ảnh chàng cầu thủ kề đầu sát vai với cô chủ tiệm nail Huyền My, thì ngày hôm sau đã có người bắt gặp anh đi ăn khuya cùng Nhật Lê. Vài hôm sau nữa lại thấy anh đang thả tim nhiệt tình cho bạn gái xinh Huỳnh Anh. Vẫn biết là có người đến, có người đi và có người ở lại. Nhưng với tốc độ đi lại của Quang Hải và các bóng hồng xung quanh anh chàng, có lẽ cần tua chậm để hiểu được bùng binh tình cảm này như thế nào. Hãy cùng Gia Đình Việt điểm lại những hot girl nào đã từng lướt ngang cuộc đời anh chàng hot boy sân cỏ này nhé. Chúng ta phải kể đến là mối tình năm 17 tuổi với hot girl Nhật Lê. Nhật Lê có lẽ là bóng hồng khó quên nhất trong cuộc đời của Quang Hải. Trước khi đã đường ai nấy đi, Quang Hải đã có một khoảng thời gian hẹn hò 3 năm với Nhật Lê. Ngay cả khi đã công khai, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện cạnh nhau trong những bức hình ngọt ngào hay khi đi dự sự kiện. Nhật Lê đã từng tiết lộ Quang Hải chính là mối tình đầu năm 17 tuổi của cô. Thậm chí là dân mạng còn cho rằng lý do cô bạn không ngần ngại khăn gói từ Quảng Nam ra tận thủ đô học tập là để có nhiều thời gian ở cạnh người yêu hơn. Đây cũng chính là một trong những điều khiến người ta tiếc nuối nhất cho cặp trai tài gái sắc này. Dù đôi khi bị anti-fan phản đối, nhưng cứ mỗi khi nhắc đến bạn gái các cầu thủ Việt Nam, Nhật Lê sẽ lại được gọi tên ngay đầu danh sách. Tuy mặn nồng là vậy thôi, thế nhưng thì cả hai cũng đã chính thức chia tay nhau được một khoảng thời gian rồi. Ngay sau đó thì cả Quang Hải và Nhật Lê đã vấp phải nhiều tin đồn hẹn hò với người mới. Tiếp theo là phải kể đến ca sĩ Hiền Hồ. Sau mối tình đậm sâu với Nhật Lê thì Quang Hải đã nhanh chóng bị đồn đoán là có yêu thương với nữ ca sĩ Hiền Hồ do cùng là người nổi tiếng với nhau. Vì vậy thì mọi nhất cử nhất động của cả hai đều được công chúng quan tâm đặc biệt tới. Khoảng thời gian đó thì Quang Hải đã rất chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội với Hiền Hồ, thậm chí là trong những cuộc vui của nhóm. Cả hai cũng được xếp ngồi cùng nhau rất là thân thiết. Trước tin đồn hẹn hò thì phía đại diện giọng ca có như không có đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Còn về nam cầu thủ, anh không có phản ứng gì. Dân tình đồn đoán Quang Hải đã cố gắng thúc đẩy mối quan hệ từ bạn bè lên người yêu, tuy nhiên thì lại bị Hiền Hồ lạnh lùng khước từ. Chúng ta hãy cùng bỏ qua cô ca sĩ này và đến với người tiếp theo, chính là bà chủ Sài Gòn Thảo My. Không giống với những sự ồn ào của những bóng hồng khác, Thảo My lại chỉ là cô gái lướt qua rất nhanh trong cuộc đời Quang Hải như ăn cháo vậy. Thứ duy nhất khiến cho công chúng nghi ngờ cả hai đang hẹn hò là việc cô và nam cầu thủ thả tim qua lại với nhau. Dù vậy thì Thảo My vẫn không tránh khỏi con mắt đánh giá của dân mạng. Khi được hỏi về chuyện hẹn hò với chàng cầu thủ, cô đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau, tin đồn yêu đương giữa Quang Hải và Thảo My cũng nhanh chóng chìm xuống. Cô nàng tiếp theo chính là hot girl 1m52, Thanh Thủy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có liên tiếp nhiều bóng hồng tin đồn xuất hiện bên cạnh Quang Hải và hot girl 1m52 cũng nằm trong số đó. Tin đồn bắt đầu từ khi cả hai xuất hiện trong cùng một buổi tiệc. Lúc này thì nam cầu thủ đã khoác vai cô từ phía sau vô cùng thân mật. Cặp đôi còn bị bắt gặp khi đang đi cùng nhau. Trước khi trở thành bạn gái tình đồn của Quang Hải, Thủy đã là một hot girl có tiếng trên mạng xã hội. Với gương mặt kẹo ngọt, thân hình quyến rũ, cô rất được lòng công chúng và giới truyền thông. Tuy nhiên thì cũng giống như bao cô nàng trước đó, tất cả chỉ dừng lại ở tin đồn. Mới đây thì nàng hot girl này còn thẳng thừng unfollow nam cầu thủ sau vụ lộ tin nhắn ngọt ngào với cô gái khác. Người tiếp theo chắc chắn các bạn không thể nào không biết, chính là cô chủ tiệm nail Huyền My. Huyền My từng có nhiều động thái thành đôi với Quang Hải như đi du lịch Đà Lạt cùng nhau, chụp hình tựa đầu vào vai nhau. Thế nhưng thì thay vì công khai bạn gái mới, lúc này Quang Hải lại bị bắt gặp có dấu hiệu nối lại tình xưa với Nhật Lê. Hay da, trên trang cá nhân anh chàng này không ngần ngại đăng tải những hình ảnh đi ăn cùng nhau, tặng hoa hay thậm chí còn bình luận công khai chúc em tất cả với người yêu cũ. Thế là chỉ trong vài ngày mọi sự chú ý đều chuyển từ Huyền My sang Nhật Lê. Cô chủ tiệm nail xinh đẹp cũng dần biến mất ngay sau đó. Mới đây thì sau những lùm xùm vụ tin nhắn Quang Hải, Huyền My cũng đã lên tiếng như một lời khẳng định cả hai đã từng hẹn hò. Cô cho biết là bây giờ đã chia tay rồi, lý do thì cũng là hết yêu. Vậy nên mình không quan tâm bất kỳ tác động nào đến việc rời xa cả. Dù không còn tình cảm nhưng mình vẫn luôn theo dõi Hải trên sân cỏ và xem anh ấy thi đấu như trước đây đã từng. Và cô gái đang làm mưa làm gió trong những ngày gần đây nhất chính là gái sinh Nha Trang, Huỳnh Anh.
Huỳnh Anh là người bạn gái gần đây nhất công khai yêu Quang Hải. Cô từng chịu một áp lực lớn khi bị cộng đồng mạng đánh giá và so sánh. Dù vậy thì mặc mọi lời phản đối gay gắt, Huỳnh Anh vẫn luôn cố gắng xuất hiện bên cạnh nam cầu thủ. Sau bao nhiêu lần giận nhau, những tin đồn rạn nứt và câu chuyện từng bị vỡ lở của Quang Hải khi Facebook của anh chàng bị hack, tưởng chừng như cặp đôi đã vượt qua và sẽ gắn bó bên nhau dài lâu. Tuy nhiên thì những ngày qua, Huỳnh Anh lại bất ngờ dính nghi vấn cắm sừng Quang Hải, là người thứ ba chia rẽ một cặp đôi khác. Trước biến cố này thì Quang Hải lần lượt xóa ảnh chụp chung, xóa bài đăng trên Facebook, bỏ theo dõi nàng trên TikTok và cuối cùng anh chàng cũng đã unfollow Huỳnh Anh trên Instagram cá nhân. Về phía Huỳnh Anh, cô viết một tâm thư dài trên Facebook, khẳng định là không cấm sừng Quang Hải mà cặp đôi chỉ giận dỗi và cả hai đều im lặng. Dù vậy thì phía Quang Hải đã lên tiếng xác nhận cả hai đã được ai nấy đi từ tháng 10. Tất cả các bóng hồng từng lướt qua đời Quang Hải đều là những cô gái tài sắc vẹn toàn cả. Là một chàng trai tài giỏi, điển trai, có lẽ thì không có gì khó hiểu khi chàng cầu thủ được lòng nhiều cô gái tới vậy. Theo bạn thì ai sẽ là mối tình đáng tiếc nuối nhất của chàng cầu thủ tài năng này đây? Hãy comment cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hãy nhớ là like, share và subscribe cho chúng tôi nhé.